Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mạnh Quỳnh nhắc đến Phi Nhung lần cuối. Ca sĩ Mạnh Quỳnh không muốn nhắc đến người bạn tri kỷ của ca sĩ Phi Nhung để cuộc sống trở lại bình thường. Livestream trên trang cá nhân mới đây, Mạnh Quỳnh thay mặt Phi Nhung gửi lời cảm ơn đến những người tổ chức thân thiết. Tiết mục tri ân hai ca sĩ trong một chương trình âm nhạc, anh bật khóc và cho biết đây là lần cuối nhắc đến đồng nghiệp, tôi không muốn nhắc đến Phi Nhung nữa. Mỗi lần đi hát cũng vậy, tôi muốn khán giả nhắc đến, tôi lại dằn lòng, để cuộc sống trở lại bình thường, anh nói. 4 tháng sau khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn chưa tin và chấp nhận sự ra đi của cô. Anh cho biết, đã từ chối tất cả nhiều show diễn yêu cầu anh trong ca cùng các giọng ca nữ khác. Khi đi diễn, mọi người vui vẻ chúc tụng, còn anh vẫn mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen. Gần đây, Mạnh Quỳnh viết bài hát Xuân Vàng Em thể hiện nỗi nhớ, người tình sân khấu. Anh ghi nhớ những dịp cả hai tất bật chạy show, năm ngoài anh về nước cùng Phi Nhung, bàn kế hoạch ghi hình, live show 2000. Năm ngoài anh về nước cùng Phi Nhung, bàn kế hoạch ghi hình live show 20 năm ca hát ở hải ngoại. Làm đêm nhạc giao lưu khán giả, kỷ niệm này gửi cảm hứng cho anh sáng tác ca khúc. Phần lời chất chứa nhiều tình cảm của Mạnh Quỳnh dành cho người bạn tri kỷ đã khuất. Xuân ơi xin cho tôi được một ước nguyện, trả em về bên tôi một lần, cho tôi nhìn em bằng hình hài, để rồi muôn kiếp xa nhau. Mạnh Quỳnh quen Phi Nhung từ năm 1995, họ xem nhau như tri kỷ trong công việc lẫn cuộc sống, cùng thể hiện thành công nhiều nhạc phẩm như Ra Người Yêu, Thành Phố Buồn, Tân Cụ Giao Duyên, Dù Anh Nghèo, Lại Nhớ Người Yêu, Hai Đứa Nghèo, Tình Nghèo, Đừng Nói Xa Nhau, Châu Tìm Thiệp Hồng, sự hài hòa trong cách biểu diễn, gần gũi cùng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, giúp họ trở thành sọc. Sự hài hòa trong cách biểu diễn gần gũi cùng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, giúp họ trở thành cặp song ca vàng của dòng nhạc quê hương trữ tình. Suốt một thập kỷ, đối với anh, Phi Nhung là một người bạn thân thiết ngoài đời, còn khi trên sân khấu là bạn diễn, người tình sân khấu khó ai thay thế. Hát với Nhung vẫn là tuyệt vời nhất, chúng tôi kết hợp tự nhiên, hát bằng cảm xúc rất thật. Trình diễn với các nữ ca sĩ khác, tôi không có cảm xúc, chỉ ở mức độ nào đó chứ không gần gũi như lúc hát với Phi Nhung. Khán giả nói chúng tôi vốn đã là một cặp, hát với nhau quá lâu nên có sự gắn bó. Nếu như không có dịch Covid-19, tôi và Nhung đã có một live show lớn kỷ niệm 20 năm song ca. Bây giờ kế hoạch ấy mãi mãi không thể thực hiện. Tôi và Nhung còn nhiều dự án âm nhạc dang dở, chúng tôi dự định quay MV, làm album và quay thêm tuồng cải lương nữa, anh nói. Phi Nhung mất lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 28 tháng 9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh sau 1 tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô sinh năm 1970 tại Gia Lai, trước khi sang Mỹ định cư, nổi danh với các ca khúc Bông Điên Điên, Còn Thương Sao Đắng Mọc Sau Hè. Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, cô về nước ca hát bên cạnh sự việc nghệ thuật. Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.